Nhân ái, ngày hôm nay 13, em trong một đoàn chúng con sẽ lãnh nhận nhiệm máu Thánh Chúa lần đầu tiên. Chúng ta cùng chung lên Chúa những lời nguyện xin sau. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục, linh mục trong hội thánh. Quý thầy Phó Tế, xin cho các ngài luôn trung thành trong sứ mạng rao truyền lời Chúa và dẫn dắt giáo dân luôn biết tôn thờ yêu mến Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Help us to be good sons and daughters of God in our families, and help us and to be loving kindness to our friends and neighbors. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay.